Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thủ tướng Đức ủng hộ Ukraine tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Ngày 30 tháng 5, ông Stefan Harbestreit, người phát ngôn của Thủ tướng Olaf Scholz đã cho biết, Đức tin rằng hành động phòng thủ của Kiev không nên chỉ giới hạn trong lãnh thổ của họ, mà có thể được mở rộng sang lãnh thổ của Nga Tuy nhiên, thì ông Haberstratz đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những thỏa thuận mà Berlin đã đạt được với Kiev liên quan đến việc sử dụng vũ khí do Đức cung cấp. Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Tổng thống Macron rằng phương Tây nên cho phép Kiev vô hiệu hóa các địa điểm quân sự từ nơi tấn công Ukraine. Đây là sự thay đổi lớn bởi trong nhiều tháng, Đức đã từ chối gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine do lo ngại leo thang căng thẳng. Khi ấy thì ông Scholz nói rằng sẽ chỉ giao tên lửa Taurus nếu Berlin có thể tự xác định mục tiêu tấn công, điều mà sẽ khiến cho nước Đức trở thành bên trực tiếp tham gia chiến sự. Một số thành viên của NATO khác cũng đã bày tỏ sự ủng hộ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga, bao gồm Tổng thư ký khối quân sự Jens Stoltenberg. Vào hồi tuần trước, thì ông Stoltenberg đã kêu gọi các thành viên NATO xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí viện trợ cho Ukraine hay không. Tuy nhiên, thì Hoa Kỳ, nước đã viện trợ lớn nhất của Kiev, đến nay vẫn chưa chính thức lên tiếng ủng hộ sự thay đổi này. Dù vậy, thì tờ New York Times vào tuần trước đã đưa tin là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đang thúc đẩy Tòa Bạch Ốc cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ của Nga. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng các cuộc tranh luận ở phương Tây về việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ của Nga sẽ khiến căng thẳng leo thang. Đồng thời, thì ông Peskov khẳng định quân đội của Nga đã chuẩn bị các biện pháp đối phó cho một kịch bản như vậy. Phép thử cho đảng cầm quyền ở Nam Phi Thưa quý vị, cựu trinh Nam Hàn vừa tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là quan trọng nhất kể từ khi mà chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc vào năm 1994 tổng cộng là có 70 đảng cạnh tranh cho 400 ghế quốc hội và các thành viên cơ quan lập pháp của chín tỉnh. Dù vậy, sự tập trung dành cho đảng Đại hội Dân tộc Phi, gọi tắt là ANC cầm quyền và đảng đối lập hàng đầu Liên minh Dân chủ DA. Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy, đảng Đại hội Dân tộc có thể mất thế đa số trong quốc hội lần đầu tiên sau 30 năm cầm quyền. Một kết quả như thế sẽ buộc đảng Đại hội Dân tộc phải bắt tay với đảng khác để lập chính phủ liên hiệp. Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ ở Johannesburg vào cuối tuần rồi, tổng thống Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa, đồng thời là lãnh đạo Đảng Đại hội Dân tộc cho biết rằng, đây là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước. Cũng theo ông Ramaphosa, người dân sẽ quyết định liệu rằng là Nam Phi sẽ tiếp tục cùng Đảng Đại hội Dân tộc hướng tới một tương lai tốt đẹp tươi sáng hơn hoặc là quay lại quá khứ tồi tệ. Theo Reuters, cử trì hiện không hài lòng với tỷ lệ thất nghiệp và tội phạm cao, tình trạng mất điện thường xuyên và nạn tham nhũng. Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức gần là 33% thuộc loại cao nhất thế giới. Trong khi đó, thì tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng không đạt 1% vào năm nay. Ngoài ra, Nam Phi có tỷ lệ tội phạm bạo lực trong nhóm cao nhất thế giới, với 45 vụ giết người trên 100.000 người. Thưa quý vị. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ bảy diễn ra tại Nam Phi kể từ năm 1994. Ủy ban bầu cử độc lập cho biết rằng, đã có 27,79 triệu người ghi danh bỏ phiếu. Đây là một con số cao kỷ lục. Thủ tướng Israel ngỡ ngàng khi Hoa Kỳ từ chối trừng phạt ICC. Thủ tướng Netanyahu ngỡ ngàng thất vọng khi Hoa Kỳ không áp lệnh trừng phạt ICC sau khi công tố viên xin lệnh bắt ông và Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Giới chức của Hoa Kỳ đã nói họ sẽ ủng hộ dự luật trừng phạt Tòa hình sự quốc tế ICC. Tôi nghĩ là Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường này vì họ đã đạt đồng thuận lưỡng đảng vài ngày trước. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói như trên trong cuộc phỏng vấn với Sirius XM, hãng truyền thông có trụ sở tại New York. Vào tuần trước, thì chính phủ của Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối việc công tố viên trưởng ICC Karim Khan xin lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu, và bộ trưởng quốc phòng yoav Gallant với cáo buộc gây ra cuộc tàn sát ngược đãi gây ra nạn đói như là một biện pháp chiến tranh chặn viện trợ nhân đạo và cố tình nhắm vào dân thường trong xung đột tại giải gaza chủ tịch hạ viện mike johnson phản đối icc xin lệnh bắt quan chức israel cho rằng là cơ quan này không có thẩm quyền với israel ông tuyên bố quốc hội của hoa kỳ đang xem xét mọi phương án trong đó có lệnh trừng phạt Tổng thống Joe Biden cũng đã bác bỏ cáo buộc cho rằng là chiến dịch của Tel Aviv ở giải Gaza là diệt chủng và chỉ trích công tố viên ICC. Tòa Bạch Ốc tuyên bố là sẽ hợp tác với quốc hội để thúc đẩy biện pháp phản ứng lưỡng đảng với quyết định của ông Khan, nhưng không ủng hộ lệnh trừng phạt nhắm vào ICC. Công báo Brazil đưa tin, đại sứ của nước này tại Israel, ông Ferdis Meyer, đã được Tổng thống Lewis Ignacio Lula da Silva bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt. Trong phái đoàn thường trực Brazil tại Liên Hiệp Quốc, cũng như các tổ chức quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo đó, sứ quán Brazil ở Israel hiện không có đại sứ. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết, đại sứ mới ở Israel sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Cho tới lúc đó, thì đại sứ quán ở Tel Aviv sẽ tiếp tục hoạt động dưới sự lãnh đạo của đại diện. Động thái của Brazil diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước liên quan chiến sự Gaza. Tổng thống Lula hồi tháng 2 đã so sánh hoạt động quân sự của Israel ở giải Gaza với thảm họa diệt chủng người Do Thái. Phát biểu của ông lập tức vấp phải chỉ trích gay gắt từ Tel Aviv. Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập đại sứ Meyer để phản đối và thông báo với ông rằng Tổng thống Lula không được chào đón ở quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Lula sau đó đã triệu hồi ông Meyer về nước kể từ đó, nhà ngoại giao này không trở lại Israel. Việc giúp đại sứ đồng nghĩa hai nước leo thang căng thẳng và hạ cấp quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Brazil cũng hoan nghênh việc Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha đã công nhận nhà nước Palestine. Brazil đã thực hiện động thái tương tự hồi năm 2010, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan đến các bác sĩ trẻ ở Anh Quốc tiếp tục đình công ngay trước cuộc tổng tuyển cử. Các bác sĩ trẻ ở Anh Quốc đã sẽ đình công trong 5 ngày ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử của nước này vào ngày 4 tháng 7 sau khi không đạt được thỏa thuận với chính phủ về mức lương cao hơn. Hiệp hội Y khoa Anh Quốc tuyên bố là các bác sĩ trẻ sẽ xuống đường trong cuộc đình công mới nhất của các bác sĩ trẻ nhằm yêu cầu tăng lương 35%. Cuộc đình công sẽ có tác động đến hầu hết tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ do các chuyên gia tư vấn sẽ phải thay thế các bác sĩ trẻ, hiện chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động y tế của Anh quốc. Một vòng đàm phán mới với chính phủ đã bắt đầu trong tháng này nhằm để chấm dứt tranh chấp lao động dẫn đến 10 cuộc đình công của các bác sĩ trong vòng 2 năm qua. Theo đồng chủ tịch Ủy ban Bác sĩ trẻ của BMA Robert Lawrenson và Vivek Trivedi, các bác sĩ trẻ đã tuyên bố rõ với chính phủ, họ sẽ đình công trừ phi các cuộc đàm phán kết thúc bằng một đề nghị trả lương hợp lý. Song, đến nay chưa có đề nghị rõ ràng nào từ chính phủ. Sau năm tuần đàm phán vào cuối năm ngoái, Hiệp hội Y khoa Anh Quốc đã từ chối đề nghị tăng lương 3% của chính phủ, cho rằng là đề xuất này không hợp lý và không phải quyết định được tình trạng lương giảm do lạm phát trong 15 năm qua cuộc đình công sẽ làm tăng áp lực lên công đảng trong việc giải quyết tranh chấp với các bác sĩ và ngăn chặn các cuộc đình công trong tương lai nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Tranh chấp về lương trong khu vực công được coi là một trong những vấn đề cấp bách của công đảng nếu thắng cử. Theo một cuộc thăm dò gần đây của YouGov, dịch vụ y tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri với 45% cử tri coi đây là một trong ba mối quan tâm hàng đầu, chỉ sau vấn đề kinh tế với tỷ lệ là 51%. Hệ thống dịch vụ y tế của quốc gia Anh hiện phải đối mặt với tình trạng tồn động danh sách bệnh nhân chờ khám chữa bệnh. Chỉ riêng vùng England, tính đến cuối tháng 3, đã có hơn 3.2 triệu người phải chờ hơn 18 tuần để được hẹn khám và điều trị. Bộ Y tế của Anh Quốc cho biết An toàn của bệnh nhân sẽ là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động định công và giới chức y tế sẽ hợp tác chặt chẽ với các công đoàn để bảo đảm luôn có sẵn nhân viên cho dịch vụ cấp cứu. Papua New Guinea đối mặt với nguy cơ dịch bệnh sau thảm họa sạt lở đất. Tổ chức di cư quốc tế của Liên Hiệp Quốc cảnh báo, những người sống sót sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Papua New Guinea đã làm hơn 2.000 người chết đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong khi nguồn cung ứng thực phẩm và nước sạch thì hạn chế. Thảm họa này xảy ra tại làng Kaukalam, thị trấn Pugira, thuộc tỉnh Enga, cách thủ đô Port Mosby khoảng 600 km về phía tây bắc. Thời điểm lở đất là vào khoảng 3 giờ sáng, khi mà nhiều người dân làng đang ngủ. Một phần đất đá của núi Mongolo đã đổ sụp vùi lấp nhiều ngôi nhà. Thủ tướng Papua New Guinea, ông James Marape ước tính có khoảng 2.000 người thiệt mạng trong thảm họa vừa qua. Theo đó, thì sự kiện này có thể trở thành một trong những vụ lỡ đất nghiêm trọng nhất trong những năm qua. Tổ chức Di cư quốc tế cho biết, hiện nay thì nguồn nước đã bị ô nhiễm, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Cơ quan này lưu ý, chưa có phương pháp nào được khai triển để làm sạch nước ô nhiễm, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh tiêu chảy và sốt rét. Tổ chức Di cư quốc tế nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay đó là cung cấp nước sạch, viên lọc nước và thực phẩm cho khu vực bị sạt lở đất. Cơ quan này cảnh báo, việc thiếu thông tin chính xác và kịp thời về các khu vực và dân số bị ảnh hưởng đang cản trở nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo hiệu quả. Cảnh báo hình xăm có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới của Đại học Lần Thủy Điển cho thấy, hình xăm có thể là yếu tố nguy cơ gây ung thư hệ bạch huyết hoặc là ung thư hạch. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu thêm về rủi ro hình xăm gây ung thư, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều người yêu thích hình xăm trên cơ thể. Christopher Nielsen, nhà nghiên cứu tại Đại học Lund, người đứng đầu nghiên cứu đã cho biết, những người tham gia khảo sát đã trả lời một bản câu hỏi về các yếu tố lối sống để xác định xem họ có xăm mình hay không. Toàn bộ nghiên cứu bao gồm có 11.905 người tham gia, trong số này thì có gần 3.000 người mắc bệnh ung thư hạch khi họ ở độ tuổi từ 20 cho đến 60. Trong đó thì có gần 1.400 người trả lời bản câu hỏi, trong khi số người tham gia nhóm đối chứng là hơn 4.000 người. Trong nhóm mắc bệnh ung thư hạch thì có 21% đã xâm mình, tức là 289 người. Còn nhóm đối chứng không được chẩn đoán ung thư hạch có 18% người đã xâm, tức là 735 người. Crystal Nielsen cho biết là sau khi tính đến các yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như là hút thuốc và tuổi tác, chúng tôi nhận thấy nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở những người có hình xăm. Điều quan trọng cần nhớ là ung thư hạch là căn bệnh hiếm gặp và kết quả của chúng tôi áp dụng ở cấp độ nhóm nhóm nghiên cứu hiện sẽ tiến hành xem xét liệu có mối liên quan nào giữa hình xâm và các loại ung thư khác hay không họ cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về các bệnh viêm nhiễm khác để xem liệu có mối liên quan nào với hình xâm hay không